Thì em thấy đi sáng nay hình cũng vừa sức, tôi suy là hình vừa sức nếu như mà nói khách quan, bởi vì là tác phẩm thì hình cũng không phải là quá lạ, và với tác phẩm Đất Nước thì cũng nhiều bạn học rất là kỹ, và tức là mặt bằng chung các bạn học rất là kỹ, và tác phẩm này là một tác phẩm khá là quan trọng cho chương trình. Mà cái vấn đề của hình nhắc đến thì cũng không phải là cái gì quá thách đố cả, thì cái đoạn thơ cần phân tích thì cũng rất là dễ để vào mạch phân tích, còn cái phần đọc hiểu thì cũng không quá thách đố, tức là tất cả những câu hỏi hình đều rất là gần gũi nằm trong bài đọc và có thể vận dụng được kiến thức thực tế. Bản thân em quyết định ra sớm hơn thời gian cho phép là bởi vì em cũng cảm thấy là mình cũng đã làm hết sức rồi, thì em hy vọng là kết quả hình cũng là như ý. Dạ, theo như em cảm nhận thì hôm nay đây thì khác so với mọi năm, nhưng mà thì em thì còn làm khoảng được 50%, thì còn lại thì chứ không phải em học cũng ít chứ không còn nhiều, em đang lính nên không, em không có được nhiều gì cả, nên theo như em thì đoán thế ba em còn được 5 điểm. Em thấy đê mặt máy thì có bao nhiêu là chưa lối cho máy đê ra sống bằng khá là máy chưa lối cho máy tan rồi cho đi với về nữa thì khá là phù hợp với cái đê.